Trong ngày 31 tháng 3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết dự án quản trị quyền trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ về giáo dục y tế và dịch vụ xã hội. Dự án quản trị quyền trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ về giáo dục y tế và dịch vụ xã hội do Tổ chức Vì sự đa dạng giới NAUI-FRI thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam thực hiện trong suốt thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022 với tổng kinh phí thực hiện gần 9 tỷ đồng. Dự án đã thực hiện hơn 300 hoạt động với trên 12.500 lượt người tham dự, qua đó tiếp cận khoảng 5.000 lượt thanh thiếu niên trong cộng đồng LGBT.